Đây là chú chim truyền mới lớn vụ này đấy các bác. Bây giờ bắt đầu hót nhiều rồi. Rất là đẹp. Chú và cô gái thì lúc nào nhà cũng phải có một cặp. Thì ở góc nhà hôm nay bỏ lên đây để cho nó có ánh sáng gáy.